Mansell Mansilla Replica THF 100 hoa không còn sản xuất nữa. Và bên tay trái mình đây đó là Matcha Meditation 100 hoa mới được ra mắt. Và hai mùi hương này được rất nhiều người khen, đó là một cái mùi trà rất là ngon và đáng sở hữu. Và rất cảm ơn Alan đã tài trợ cho mình 100 hoa này, Matcha Meditation, để có thể làm video review. Và nếu như bạn nào quan tâm thì có thể thêm xem cái đường link ở phía dưới phần mô tả nha. Còn bây giờ chúng ta cùng nhau bắt đầu thôi. Đầu tiên thì chúng ta xem mùi hương của THF trước đi. Một chai nước hoa đã không còn sản xuất nữa. Và chai trên tay mình đây đang là một cái phiên bản vintage và hiện tờ nó có giá khá là cao. Thì khi các bạn xịt cái mùi hương của THF ra thì các bạn nhận thấy một cái mùi trà kết hợp cùng với bạc hà và một chút ngọt của cam. Nếu như để các bạn dễ hình dung thì các bạn chỉ cần gửi cái mùi các bạn uống cái chai trà latte đấy, thì mình sẽ để hình ở đây đấy, đúng cái mùi chai trà latte này, chỉ là nó mới một cái top note thì nó thay bằng cái vị ngọt của sữa thì nó sẽ bằng cái vị ngọt của cam. Và sau khoảng tầm 15 phút thì cái mùi thanh của bạc hà, cái mùi the mát của bạc hà nó sẽ dịu xuống và các bạn thấy là sữa xuất hiện. Sữa ở đây mình ngửi những cái loại sữa tươi và cảm giác mình nhận thấy rõ nhất ở trong chai nước hoa này đó là một cái cảm giác kiểu ngọt béo và hơi thanh kết hợp với mùi trà, nhưng mà mùi trà nó sẽ kiểu hơi hơi nhẹ ở phía dưới thôi. Và với mình đây là một cái mùi hương khá là dễ chịu và nó làm mình đúng liên tưởng tới những cái chai trà latte này. Và nếu như bạn nào kiểu muốn hình dung mùi của THF thì các bạn cần mua chai trà đấy và các bạn uống thôi. Mùi hương này sau khi các bạn thấy nốt sữa xuất hiện thì về sau nó không có độ biến chuyển nữa và dần dần thì nó cứ nhẹ nhẹ dần trên da và nó biến mất. Còn đối với Matcha Meditation thì đây là một cái mùi đúng chất như cái tên, đó là mùi trà matcha cực kỳ rõ ràng. Đây mình cần xịt ra thôi mà mình đã thấy ngửi thấy cái mùi hương này là một cái mùi trà kết hợp cùng với bột matcha. Và các bạn ngửi rõ nhất đó là cái cảm giác bột đến từ những cái loại kiểu những cái loại trà sữa matcha ấy. Thì cái mùi ngọt ở matcha ở đây ngửi cực kỳ rõ, nó sẽ khác hẳn ở đây. Ở đây là kiểu trà ngọt thanh từ sữa, còn đây là Meditation, đó là trà với bột matcha cực kỳ rõ ràng. Ở trên da mình khoảng tầm 15-20 phút thì các bạn đã nhận thấy rằng là nó sẽ không còn cái độ cảm giác tươi, và mùi hương của Matcha Meditation ấy thì nó sẽ như kiểu là những cái thanh kiểu Kit Kat mà bị trà xanh ấy, ngửi rất giống như vậy. Và khoảng tầm 1 tiếng ở trên da thì các bạn nhận thấy mùi hoa nhài xuất hiện rất là rõ. Cái nét hoa nhài đây thì mình thấy rằng là nó làm có phần sử dụng những cái DNA khá là quen thuộc, như là mình thấy là nó có một cái nét giống với chai Fairy Mugler Alien. Đấy là một cái chai mình đã review và mình thấy là cái nét ngọt của nhài nó làm ở trong chai nước hoa này rất là giống với chai nước hoa đó. Và ở đây thì thêm cái độ bột từ matcha thôi. Và khi mà mùi hương này ở trên da mình ấy thì nó khoảng tầm 6 tiếng đến 7 tiếng ở trên da thì mùi hương nó chuyển thành một cái mùi xạ khá là sạch kết hợp cùng với cái bột matcha. Thì đây là một cái mùi hương mà nó xuất hiện cái nốt kiểu mát bột matcha rất là rõ xuyên suốt từ đầu đến cuối. Đây là hai cái mùi hương nó sao hai cái chiều hướng nó khác nhau. Có thể là chai được của ngày của mình quá lâu nên là mùi hương nó cũng sẽ nhạt nhòa hơn, nhưng mà mình tin rằng là với những cái gì mình đã gửi cùng với chai hoa này thì với mình thì Matcha Meditation là một cái mùi hương ngọt hơn cũng như là nhiều hoa hơn so với THF. Tóm lại thì Matcha Meditation là một cái mùi trà sữa dành cho những bạn nào hảo ngọt, còn với ở THF thì sẽ là một cái mùi trà dành cho những bạn kiểu thích những cái mùi nó thanh, nó nhẹ và nó có một cái độ gọi là trải nghiệm nhiều hơn so với cái mùi hương của Matcha Meditation. Về cái độ bám tỏa của hai mùi hương này thì THF lưu ở trên da mình tầm 5 đến 6 tiếng và sau khoảng tầm 2 tiếng xịt thì nó chỉ là một cái mùi skin scent nhẹ thôi. Nên là so với cái độ bám tỏa với Matcha Meditation thì một cái mùi thiên về matcha nhiều cũng như là kết hợp cùng những cái nốt hương như trà, như là xạ, như là hoa nhài thì Matcha Meditation bám trên da mình rất tốt, khoảng tầm 8 đến 9 tiếng. Mình hôm mình xịt buổi tối mà mình đi ngủ, các bạn biết rồi đấy, đi ngủ mà kiểu lăn lộn nhiều ấy thì mùi nó sẽ mất, nhưng mà sáng hôm sau mình vẫn ngửi thấy mùi của Matcha Meditation. Và cái độ tỏa hương của Matcha Meditation thì nó cũng khoảng tầm một cánh tay rất tốt, còn em này thì tầm kiểu nửa cánh tay quay đầu thôi. Tiếp theo đó chính là về cái giá tiền cũng như là cái thời điểm sử dụng làm sao để tốt nhất với hai mùi hương này. Các bạn có thể biết rằng là THF không còn sản xuất nữa và cái giá hiện tại hiện trường nó mình theo như mình biết nó khoảng tầm 5 đến 6 triệu cho một chai 100 ml như này, và các bạn phải săn lùng rất là lâu thì mới có hàng để mua. Thì các bạn thấy là
Matcham Edition thì có sẵn tại Allen với cái giá tầm 3 triệu đồng, thì em này hiện tại thì nó sẽ gấp đôi. Và với một cái mức giá như vậy cho một cái mùi hương mà mình thấy là về độ bám quả nó kém hơn, chỉ là một cái mùi nó thanh hơn, ngọt hơn, vẫn theo xu hướng trà sữa xanh, thì Matcham Edition vẫn sẽ vẫn là một cái lựa chọn mà mình nghĩ là đáng mua hơn. Còn về cái thời điểm khuyên dùng của hai chai nước hoa này thì với tia kết với mình thì nó sẽ có thể sử dụng được trong mùa hè. Những ngày trường mùa hè mát mẻ nhá, nếu mà nóng quá thì sẽ hơi khó chịu, và dùng trong thời điểm ở Sài Gòn rất là ok. Còn với Matcham Edition ấy, thì theo cảm nhận của mình đây không phải là một mùi hương sử dụng tốt được trong mùa hè. Các bạn chỉ cần xịt 2-3 shot mà vào mùa hè ở Sài Gòn hay là kể cả ở Hà Nội thì nó sẽ rất là choáng váng và khó chịu, đặc biệt là với cái độ bám quả rất là khủng khiếp. Nên em này mình vote cái thời điểm khuyên dùng các bạn đó là những cái ngày trời thu, trời xuân, khi mà trời kiểu đang đông chuyển xuân ấy, trời nó vẫn lạnh, hoặc là những ngày mùa đông, thì em này là cái lựa chọn ổn dành cho những bạn nào thích những cái mùi trà sữa, trà xanh sữa. Còn đừng nghe người bán hàng nói rằng là đây là một mùi trà xanh sữa thì anh có thể sử dụng vào mùa hè. Mình thật sử dụng mùa hè ngang đấm vào mũi luôn, như kiểu xịt Lancôme La Vie Belle hay là kiểu Jean Paul Gaultier Scandal vậy. Đây không phải là một cái mùi hương xịt được hè đâu, làm ơn. Vậy thì chốt lại, theo quan điểm của mình nên mua chai nước hoa nào? Với một người dùng thì mình khuyên các bạn nên mua Matcham Edition để sử dụng cho mùa xuân, mùa đông và mùa thu. Và các bạn, nếu như các bạn thích cái mùi gọi là trà sữa để sử dụng mùa hè, các bạn có thể mua Minty Men của nhà Dame Perfumery. Đó là một cái lựa chọn tốt để sử dụng được mùa hè. Còn với em này thì không sử dụng được mùa hè nhá. Nó lại một lần nữa là như thế. Và với một cái mức giá tầm 3 triệu đồng, nó ngang giá với tất cả những sản phẩm của Matcham Mazira Replica, thì đây là một cái lựa chọn ok. Còn nếu như bạn thừa tiền, bạn kiếm được nguồn hàng tốt, cũng như là bạn đảm bảo được rằng là cái sản phẩm của bạn, về cái sản phẩm tiết kế về nó không bị biến chuyển mùi sau rất là nhiều thời gian nằm kho hay là do người ta sở hữu, thì các bạn có thể mua tiết kế một cái mùi trà mình nghĩ là xịt được mùa hè, và quan trọng là nó sẽ có mùi thanh hơn. Và với cá nhân mình thì Matcham Edition thì nó có cảm giác kiểu nó hơi synthetic một chút, nó hơi nhân tạo một chút, và nó như kiểu là những cái cốc trà sữa của những cái hãng như kiểu Tokutoko mà so với những cái trà kiểu Phúc Long hay là trà của Starbucks vậy đó. Và tia kết ấy, thì mình nghĩ rằng là sẽ dành cho những bạn kiểu thích sưu tầm nhiều hơn là để sử dụng. Còn nếu mà để sử dụng thì đây vẫn là một cái mùi hương mình nghĩ là đáp ứng tốt đám đông, đặc biệt là mùi hương này được mọi người khen, các bạn nữ khen rất là nhiều, rất là thích. Và vừa rồi đó là review nhanh của mình về Matcham Edition cũng như là tia kết, một cái sự so sánh rất là dễ để cho các bạn có thể lựa chọn. Và nếu như bạn thích video này, đừng quên việc ấn vào like, share cũng như là bấm nút chuông theo dõi để có thể nhận được những cái video mới nhất nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.